Vâng, hy vọng là game 2 giữa team Liquid và team LGD Forever Young vẫn sẽ là một game đấu vô cùng hấp dẫn, và anh em có thể tham gia dự đoán cùng với bọn mình trực tiếp tại CTM Palace thật là nhiều cho nó đông vui, bọn mình có thể phát quà trực tiếp ở đây. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bàn phân tích để trước khi bước đến game đấu thứ hai giữa Liquid và LGD Forever Young. Alo. Vâng, và chúng ta sẽ quay trở lại với trận bo ba giữa team Liquid Alo. Và team LG Forever Young. Chắc hẳn là ở đây có rất nhiều người cảm thấy nuối tiếc cho team Liquid khi mà họ đã trình diện một cái bộ mặt phải nói là đã rất là cố gắng ở cái đấu đầu tiên rồi. Khi mà họ pick một cái lap phải nói là dưới cơ hẳn so với ở team FY, nhưng họ vẫn câu kéo game đấu, và có lúc mà FY tấn công thì Liquid lại còn phản công rất là mạnh mẽ. Và game đấu tưởng chừng như đã có phút nào đó nghiêng về phía Liquid rồi, nhưng mà FY thì vẫn là những cái chàng trai Trung Quốc phải nói là cực kỳ kỷ luật và mạnh mẽ. Họ có một cái lưới chơi rất là gắn kết với nhau, kể cả những cái tình huống support hỗ trợ backup rất là tốt, rất là nhịp nhàng đến từ GS hay là Kuroki dành cho ba core hero của mình, cũng không để ngăn được cái việc mà core của bên phía LFY đã quá khỏe, và khi mà họ càn vào thì Liquid không thể chống đỡ được. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với những lượt draft ở game đấu thứ hai với Bendy, những con hero rất đặc trưng của nhau, đó là Bendy AA của Yao, Bendy Night Stalker của Afu, Bendy một con Death Prophet ở vị trí mid lane của Super, và không thể để cho Afu cầm ở game đấu trước đấy thì Afu với Osprey thi đấu rất là hay, di chuyển ở cái giai đoạn mid game với là late game rất là hay, những quả stun gọi là hai ba người chắc chắn là phải ban đi rồi. Vâng, và bên phía team LGD Forever Young thì họ cũng không dám thả những hero mà Liquid sử dụng rất tốt, trong nói chính xác hơn là khoảng tầm hai kèo bo ba gần đây nhất mà họ chơi, nhất là những con như là Huska hay là Broodmother hay là IO, và đặc biệt đó là con Necrophos. Và ở đây thì bên phía team LG Forever Young lựa chọn cho mình một support rất hot cho người Trung Quốc ở phiên bản này, đó là một con Lich giống hệt cái đấu trước, lại là một con Bug. Lần này thì chính họ mới là người chơi Bug Seeker và kết hợp cùng với cả Tuska. Bên phía Liquid thì đội hình cực kỳ cơ bản, nhưng lần này không phải là Earthshaker cho Mind Control nữa rồi, có lẽ là như vậy. GF sẽ được cầm không? Earthshaker chưa chắc. Có thể là Matuman sẽ cầm Nature Prophet và Miracle với một con Venomancer đi mid. Yeah. Nhưng như vậy thì có vẻ như là nó có một cái gì đó hơi mạo hiểm khi mà Liquid họ đang bị dẫn trước 1-0 rồi. Chỉ một game đầu thôi là họ hoàn toàn có thể xách Lily về nước. Họ phải chiến đấu hết sức mình vì game đấu này. Và một cái lap được đánh giá nó khá là chắc chắn ở thời điểm đầu game, khi mà Liquid họ sở hữu disable này, những cái disable xa gần khó chịu đều có, slow stun đều có, chói có, họ có khả năng farm đến từ các core hero. Venomancer là con hero farm rất là nhanh, chúng ta không cần phải đề cập đến rồi. Có khả năng push nữa. Đúng rồi, push cũng rất là nhanh. Nature Prophet vừa farm nhanh vừa push nhanh. Earthshaker cũng là một hero cực kỳ khó chịu. Crystal Maiden thậm chí cũng có thể vào rừng và farm được. Đây là một cái lap mà bên phía Liquid họ sẽ có lẽ là né tránh những tình huống đánh nhau ở đầu game một chút nào đó thôi. Sau đó thì họ cố gắng tích được lượng tiền đầy đủ trên các core hero. Nhưng mà bên phía Forever Young thì có lẽ là không để cho Liquid làm như vậy. Họ đang pick một cái lap mà sẽ bắt bên phía Liquid phải đánh nhau cực kỳ nhiều với mình. Một Tuska, một con Lich, một con Puck và thậm chí là Black Seeker. Ở cái vòng bảng thì với việc Afu cầm rất là nhiều con Tuska này thi đấu rất là hay luôn. Anh di chuyển giống kiểu như là di chuyển trước đối phương một bước vậy. Di chuyển trước đối phương một bước, và những sử dụng skill có những cái trick như là mình thả cái Isaac rồi nó đẩy qua những cái góc hẹp chẳng hạn. Vâng, và Alchemist dành cho bên phía team Liquid nhận thấy được là đối phương đang hơi có một chút gì đó thiếu cái lượng đam. Hơi thiếu, Black Seeker không phải là một hero dồn đam.
con bát seeker này càng đánh dai dẳng cho bát thì nó càng có lợi với cả cái skill gửi máu của mình. Và bên phía Liquid thì quyết định lựa chọn một con hero mà có lẽ là bên phía Airwise sẽ phải đau đầu để nghĩ đến cái lượt pick cuối cùng của mình. Thật ra team Liquid ấy, họ sẽ lựa chọn một cái lối chơi đấy là 4 xung quanh 1, vẫn giống game đấu trước. Nhưng lần này họ sẽ lựa chọn một con Alchemist với cái tốc độ farm rất là mạnh. Họ sẽ không phải là một cái đội game mà sử dụng con gấu hay đi rat nữa, mà họ sẽ cố gắng để cho Alchemist farm và lấy lợi thế ngay từ những cái pha combat khi mà Alchemist nhiều đồ so với đối phương. Tức cái cách tiếp cận trận đấu của Liquid trong trận này nó có tính cởi mở hơn rất nhiều so với game đấu trước. Và chúng ta cùng chờ xem FY khi mà họ đang khá thiếu sát thương dồn vào con Alchemist, họ sẽ lựa chọn hero gì ở lượt pick cuối cùng. Thực ra thì cũng đã rất nhiều team biết cái cách counter lại Alchemist rồi. Chính Liquid cũng đã gặp Alchemist đến 2 lần khi phải chơi với cả IG Invictus Gaming. Thì ở đây vẫn còn một lượt pick Ursa Warrior, nhưng Ursa Warrior đi mid, Classicer xếp lên và Puck lại đi off lên. Có vẻ như là cái cách chia lên này nó không thực sự quá khỏe để Sven cho em đi. Vâng, Tero Blade. Tero Blade dành cho Monet. Tero Blade. Tero Blade này là con Tero Blade mà 9 phút đạt 10 level. Của một con hero cực kỳ thương hiệu của Monet. Và đây là một cái hero có khả năng dồn đam. Chỉ cần một coin trúng vào Alchemist thôi, mở Metamorphosis cũng như là mở bóng của mình ra, cái lượng đam dồn vào cái con Alchemist này là cực kỳ lớn. Và chúng ta nhìn được thấy layup của cả hai team rồi. Vâng, tiếp tục lại là một cái dự đoán nhanh theo đánh giá của hai caster. Thì anh Magical, anh đánh giá thế nào về đội hình của FY? Họ liệu có tiếp tục chơi với một cái tốc độ, một cái tinh thần như game đầu thứ nhất hay không? Ở phía của FY thì họ là một team Trung Quốc khá là trẻ, rất là trẻ luôn. Những người gọi là rất là trẻ thành công từ thời Epic Center rồi. Có một cái vòng bảng gọi là dominating rất là nhiều luôn. Và được nhận xét rất nhiều từ bên phía của các pro player là team này chắc chắn sẽ tiến sâu về dài hơn nữa. Thì phía của FY họ thi đấu rất là năng nổ, việc di chuyển của Afu, việc đánh bùng nổ của Inflame cũng như là một cái carry rất là chắc chắn từ phía của Monet thì nó đang tạo rất nhiều lợi thế cho cái đội game này. Và chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu giữa team Liquid và team LGD Forever Young. Xin nhắc lại một lần nữa, các bạn hãy tham gia dự đoán với 23 Creative ngay trực tiếp tại đây để có được một phần thưởng là một Arcana tự chọn ngay lúc này. Và game đầu đã chính thức được bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng xem liệu rằng Liquid họ sẽ có thể kéo trận đấu này tới một cái bo 3 đủ 3 game hay FY sẽ là những người tiến vào trận chung kết tổng để biến cái trận chung kết tổng của TI thành một cuộc chiến nội bộ giữa những người Trung Quốc. Đã có những cái màn chào hỏi đầu tiên đối với cả hai bên. Luck fan rất là fair play, rất là hảo hữu. Nhưng những cái hành động trong game sẽ chắc chắn không có tính nhân nhượng nào đâu. Nhân nhượng đâu, chắc chắn là không có một tí nhân nhượng nào ở cái game đấu này. Tuska trong tay của Afu đang để trong quick buy của mình là một cái giày và đang có 400 tiền. Có lẽ anh ta sẽ mua item theo tình huống. Trong những cái pha mà di chuyển ra lên, nếu như cảm thấy có thể giết được người luôn, anh ta sẽ mua luôn một cái giày để có thể áp sát và tiếp cận đối phương. Hoặc nếu như mà cảm giác như mình không thể giết người, anh ta sẽ lên những món đồ khác hỗ trợ cho team nhiều hơn. Chưa kể thì anh có thể chọn cho mình đó là một cái ổ Veno khi mà mua trong Slice Shop. Với cái ổ Veno thì cũng khá là hay á. Rồi, Alchemist sẽ đi mid. Với việc anh ta mua cho mình một quả xoài, một cái Star Shield và sau đó là những cái bình máu, thì có lẽ là anh ta sẽ lên cho mình một cái sâu ring. Cái style sẽ không phải là lên bình, khả năng cao là sẽ lên một cái sâu ring. Khả năng cao sẽ là sâu ring. Tại vì đối đầu với cả bên phía team FY có cái tính cơ động cao thì cái việc lấy rune nó sẽ không hiệu quả. Thật ra là lúc đầu á, nó sẽ cố nghĩ ở đây thì Mind Control, anh ta đang chờ đợi một tình huống di chuyển lên của Taker và Monet. Liệu có vẻ nào số 0 rồi? Tôi không nghĩ là Monet sẽ chết khi mà có cả Afu, có cả DDC. Nhưng body block khá tốt, lăn thẳng vào Mind Control. Mind Control sẽ không thể đuổi lên nữa. Chắc chắn anh ta sẽ phải lùi lại DDC, anh ta cộng cho mình một điểm vào nuốt thì phải chưa? Anh ta không cộng bất kỳ một skill gì. Chính xác thì ở những lần mình biết đầu á, mình nghĩ là Bloodseeker sẽ được ở solo lane với là cả Furion với cái việc lane siêu 2 và phải đi được với đệ. Nhưng mà việc pick Tero Black thì có vẻ là nhiều khi sẽ tạo sự khó khăn cho FY là high support phải ở trên lane top liên tục.
nếu mà bỏ đi thì chắc chắn Furion sẽ phá rất là nhiều. Còn bên phía của Liquid ở lên mid thì họ rất là cơ động khi mà biết con Alchemist không lẽ đi mid được với Blue Seeker, họ vô tình họ nghĩ con Venom ra hay là cúp tơ Monet có cho mình mạng mind control trên top, nhưng ở khu vực mid lane Super anh ta đang bị đấm vào bởi hai thành viên GS sẵn sàng cho một tình huống Fisher sẽ có Fisher và tạm biệt Super. Mạng thuộc về GS, một tình huống mà chúng ta có thể thấy là GS anh ta di chuyển Warner Shaker hiệu quả như thế nào. Có mạng Super dưới bot Alchemist, anh ta có cho mình 4 Lasit, nhưng rất có thể anh ta sẽ có một mạng chăng. Park có đẩy thành công và không chết. Rồi, ở mid lane vẫn quấy phá Super với một Warner Shaker vòng ra tận sau trụ 1. Chơi rất là khéo tới bên phía team Liquid, điều gá phu ra rồi. Và khoảng trống dành cho Nature Prophet trên to là có. Ta có lẽ tiếp tục sẽ là chặt stun ra để phá. Chặn không cho Super về quê mẹ luôn. Nhưng mà Super có lẽ là anh ta vẫn có thể bình tĩnh đứng lại khi mà có sự hỗ trợ của Afu nữa. Bloodseeker vẫn có thể regen rất là tốt về Blood Rage, không có lý do gì. Từ từ, Venomancer dồn đam vào, sẽ cố gắng last hit Super. Anh ta sẽ yêu máu đó là Fisher. Afu cố gắng di chuyển về, lăn bóng tới Afu, lăn vào người của Shaker, đấm không chết Afu nữa rồi. Mở Shaker chạy nhanh hơn. Không được, đó là Isaac. Cái pha Isaac rất là hay từ phía Afu. Một tình huống mà có thể nói là cả hai bên cho thấy kỹ năng cá nhân rất tốt của mình, đặc biệt là vị trí sau số 4. Pha vừa rồi là một pha mà suýt chút nữa thôi Liquid đã có hai mạng. Những cái pha mà Isaac như là thế thì mới nhìn nơi tưởng rất là đơn giản, nhưng mà thật sự khi mà mình làm ấy rất là khó. Để làm sao cho chúng ta ở trong cái vòng của tường băng mà đẩy đối phương ra ngoài. Đúng rồi. Nó cực kỳ là khó. Còn là mình đẩy mình lên đồi nữa. Rất là nhiều cái trick hay từ phía của con à. Ô, và Park ở trong này thì liệu anh ta có đẩy off thành công? Tôi nghĩ là thành công, không có cái lý do gì để có thể giữ chân Park của Inflame. Cái lạc này nhưng khá là chắc là không thể giết được Park, nhưng mà có thể là đè được Super. Đúng rồi, cố gắng để cho Alchemist anh ta thoải mái nhất thôi. DDC ở đây chắc chắn sẽ ăn vài hit bắn tay đến Mind Control, nhưng cộng skill rất thông minh. Biết rằng cái lượng sát thương của Nature Prophet chủ yếu đến từ sát thương vật lý. Và ngay lập tức lấy cho mình một điểm Isamor. Tiếp tục chặt vào Super, Matoman anh ta được hỗ trợ cái tối đa mid lane. Nhưng ở dưới boss thì Miracle, có lẽ anh ta sẽ chết. Miracle vẫn đang bị dồn đam vào, di chuyển rất nhanh. Đấm cuối cùng của Apu, Mind Control TP xuống. Inflame anh ta vẫn có thể joking được và Kuroki đang bị ngửi máu. Apu vẫn đang đuổi lên với bóng băng của mình và double kill cho Tuska của Apu. Có thể nói là một game đấu này khi mà hai support 4 của hai team đang di chuyển và thậm làm chí, việc rất là hiệu quả. Và thậm chí Mind Control cũng đang bị đấm vào liên hội. Anh ta di chuyển xuống boss và anh ta sẽ mất một khoảng thời gian kha khá. Anh ta không có cái lượng pha. Tuy nhiên anh ta vẫn đang đuổi theo Park. Cái lượng máu của Park không hề nhiều nhặn gì. Và Park anh ta đẩy off để đi về. Ở khu vực mid lane thì có lẽ là Bloodseeker chưa đủ cái sức mạnh để có thể đối lại với cả một con Venomancer. Thật sự là con Venomancer, một con hero đi mid có khả năng là hơn kèo rất là nhiều hero hiện tại, với cái việc mà cộng 2 điểm ở skill 2 và có thể là cộng Sting, chưa kể cộng skill 1 nữa. Có mèo đi Ngakila rất là mạnh luôn. Cái skill 1 bắn trúng thôi nó rút khách rất là nhiều máu luôn, chưa kể là với skill 2 bắn vào một hit thôi. Quan trọng là khi mà nhả được chính xác skill 1 thì kiểu gì cũng bắn với được 2 hit skill 2 nữa. Rồi, cái quan trọng ở đây là Bloodseeker có thể deny được bao nhiêu creep và hồi lượng máu lại bao nhiêu. Ông Shaker này vẫn muốn tung chảy của mình ra nhưng mà chưa hạ chảy. Thanh niên rất cẩn thận cho việc hạ chảy. Có vẻ có thể thấy là GS anh ta cực kỳ cẩn thận với từng cái hành động của anh ta trong game đấu. Một trong những cái player mà vừa kỹ năng cá nhân cao nhưng lại vừa xử lý rất nắn nót. Và liệu Super có phải bỏ mạng lại? Afu lăn đến rồi. Matuaman anh ta phải đang phải di chuyển ra và ai sát chính xác. Super chết và Matuaman đang bị chase. Tốc độ di chuyển của Venomancer rất thấp, cắn stick lên. TP ra tới The Crystal Maiden trong không kịp. Rất đáng tiếc. Afu có cho mình Killing Spree. Với việc lấy cục ổng Venom cộng cho mình với skill 3 thì Afu đang tỏ ra rất là khó chịu với con Tuska của mình. Cứ dí slow và đấm thôi. Ở cái meta này, cái ổng Venom được bút thêm một lượng đam rất là nhiều, đó là 3 đam trên dây. GS định đón đầu Park trong pha vừa rồi nhưng mà không thành công khi Inflame rất là tỉnh táo. Tiếp tục rồi. Lại là cái nhỏ bắn khó chịu thật sự đấy, nhưng hero tay ngắn mà đi cùng với Venomancer không có sự hỗ trợ của support chắc chắn không bao giờ có thể kiểm soát lên lại với Venomancer với cái style là rất cộng là mắc 1-2.
nếu mà Blue Sticker game này muốn hiệu quả thì ít nhất là hai cái lane của LFY phải đánh lúc nào cũng giữ cho cái máu của những cái lane khác lúc nào cũng thấp máu, thì con Blue Sticker này mới có đủ lượng đam để được lát hit được. Đấy là một cái chiến thuật, đó là một cái cách chơi đối với Blue Sticker khi ở trong team là phải cấu máu những cái lane khác để tạo lợi thế đam với skill 3 của Blue Sticker. LFY di chuyển xuống, Kuroki có lẽ sẽ là người chết. Biết bao lần rồi. Từ từ đã. Có lẽ rằng Miracle mới là cái mục tiêu nguy hiểm. Và Miracle liệu anh ta chạy được? Không có cho mình Chemical Rest thôi xong. Chạy đi đâu đây? Wow! Winston! Winston! Nhưng Miracle! Anh ta thôi! GM có một tình huống Fisher tuyệt vời! Wow! Một sự di chuyển rất là khéo được phía của CH. Không thể phủ nhận Miracle đã rất may mắn, nhưng GF mới chính là người cứu thoát hoàn toàn Miracle trong pha vừa rồi. Một cái stun từ xa và timing rất là chuẩn, block được cái đường đi luôn. Tôi không tin ở mắt mình khi Miracle có thể thoát được trong một cái pha anh ta bị vây giữa rất nhiều thành viên của đối phương, hai người của đối phương có rất nhiều creep. Nhưng mà nói về bây giờ á thì Tero Black đang bắt đầu có những cái lợi thế của mình, đó là có level rất là cao, lượng level rất là cao và chuẩn bị đang boost vào cái lane top. Trận đấu này là một trận đấu mà Alchemist anh ta sẽ phải farm thật nhanh. Đấy, nếu mà bây giờ Tero Black boost được cái lane top như thế này thì chắc chắn ở cái phone thứ hai anh ấy sẽ tay lane support và... Wow, Venomancer lao lên, mở cho mình cả Poison Nova ra. Cố gắng dồn đa mọi người của Monet. Nhưng Monet bắn đổi đau ra, là đổi máu support. Đổi máu support, đúng rồi. Gần sống nó phải như thế, chứ phải Monet anh ta liệu có chết. Đổi máu và bắn ngược Ma Tua Man cắn stick lên. Wow. Nhà được kill 1 của mình ra. Sẽ là hai mạng cho Liquid. Apo, anh ta cũng chết thôi. Đây chưa là mặt sẵn của GS. Chơi rất hay. Wow. Ở game đấu này khi mà hai team chọn cho mình một cái lối đánh mà đánh nhau liên tục, nó đang cống hiến một cái trận đấu rất là hay khi mà 8 phút 11 kill đã bắt đầu có rồi. Bloodseeker có cho mình 1.000 tiền và anh ta cũng đã sở hữu Rapture. Sẽ chờ đợi những tình huống đi roam tới solo mid của bên phía team FY. Super anh ta cần sử dụng tình huống Rapture và những mục tiêu quan trọng, ví dụ như Alchemist, để thực hiện những cái pha ganh. Một trận đấu mà Tero Blade anh ta đã phải lên một cái điểm anti khá sớm. Thông thường con này thì nó hay lên anti ở cái thời điểm level 11 và sau đó level 12 chấm thêm một điểm nữa luôn. Là bởi vì cái anti này nó cái khoảng cách nó khá là ngắn. Nhưng mà nhận ra được ở game đấu này cái lượng nút đam ấy từ phía của Liquid cũng khá là khó chịu khi mà nút đam từ từ với lại những cái stun đang anh cố tình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ để ý đến net worth của Inflame. Một con Puck đang sở hữu 1.700 tiền trong khi support của đối phương 2.500 tiền. Câu chuyện đang trở nên là rất nực cười. Thực sự con offlane như con Park nếu không có được cho mình chính xác hơn đủ mà tiền nói để lên Blink Dagger sớm thì lối chơi của bên phía FQuad sẽ bị động hơn rất nhiều. Chính xác hơn ở cái game đấu này thì cái vai trò quan trọng của Puck nó không quá là quan trọng bằng những vị trí của Blue Sticker. Rupture vào đầu Ma Tua Man, GS chắc chắn sẽ chặt Apu, trụ bắn Apu, chặt quá tuyệt vời tới từ GS. Và liệu rằng các thành viên của bên phía TP FY họ có đi về ngay không? Có lẽ FY sẽ đi về ngay thôi. Trên top mic control thấp hơn và mạng thuộc về Silver. Inflame đang bị dồn vào, nhưng Inflame anh ta vẫn còn đủ cho mình lượng máu để có thể thoát khỏi cái sát thương không quá lớn của con DK. Nếu mà ở cái game đấu trước á, để cho GH cầm được con Earthshaker thì có lẽ là sẽ cái early game của bên phía Liquid sẽ không quá là khó khăn như là vừa rồi. Đúng rồi. Thật sự là GS anh ta đang trình diễn Earthshaker một đẳng cấp khác. Một đẳng cấp khác hẳn những cái player mà tôi được thấy tại giải đấu lần này. Và Monet lại tiếp tục dính Poison Nova. Đổi má này, bò sát như đi đây luôn đi. Nhưng Monet có lẽ anh ta sẽ chết. Monet anh ta bị bò sát rồi, không thể chạy đi đâu được. Và đó là mạng thuộc về Ma Tua Man. Nhưng Monet bắn chết Kuroki. GS có săn đôi, DDC bị trói vào. Và DDC anh ta bỏ mạng lại, lăn bóng qua phù. Super xuất hiện nhưng Poison Sting của Ma Tua Man sẽ kết
liều mạng của Apu. Michael Cho có cho mình double kill Justin. Và Super cắt cây được, không chết Super. Wow, Liquid chơi quái. Nếu như mà ở cái game đấu đầu tiên, cái sự nổi bật của Apu được thể hiện, thì ở game đấu này CH đang thể hiện mình, đang nói với Apu, tao cũng đánh support 4 rất là hay nè. Rồi, Rupture vào đầu của Matomoan sẽ sổ ra rồi, TP thành công. Justin đang chiến Echo Star. Super, vẫn là người phải nắm xuống. Apu chết luôn. Và DDC đang phải bỏ chạy. Liquid họ backup quá tốt và Alchemist có khoảng trống trên top. Anh nghìn tiền rồi. Đầu sánh DDC, anh ta bị trói lại. Nature for bad hit bắn cuối cùng. Killing spree cho Mind Control, Fuck Cloud và Dream Coil và Mind Control. Liệu anh ta có thể sống sót? Từ từ, chưa, anh ta đã bỏ chạy. Đây sẽ là một pha đẩy off, và Mind Control anh ta chết rồi. Anh ta sẽ không thể sống được, chắc chắn mang lại cái in-play. Nhưng mà tại sao anh ấy lại cancel cái TP? I don't know why. Tôi không biết là tại sao. Nhưng mà tại sao anh ấy lại cancel cái TP ở một cái tình huống mà anh ta có thể về được. Anh ấy đang làm rất tốt mà CH đang làm rất tốt rồi. Nhưng mà lúc này thì CH đã có cho mình cái blink ở phút thứ 12. Một con Earthshaker có cái blink ở phút thứ 12. Dây mana và blink dagger cho Earthshaker ở 12 phút. Chơi ở vị trí support với việc anh ta farm 12 creep. Có lẽ là một trận đấu Earthshaker thể hiện quá tốt. Chói được Super lại. Tiếp tục sử dụng để body block rất này. Và Super liệu anh ta chạy được không đây? Chạy được rồi, sẽ chạy được với sự hỗ trợ của Apu. Trình diễn một lối chơi tổng lực từ The Liquid. Nó khác hẳn hoàn toàn ở cái game đấu trước khi mà team Liquid còn đang rất là đa dạng ở cái lối chơi. Đây là tố chất của nhà vô địch. Nhà vô địch sẽ thể hiện rất nhiều bộ mặt trong cả một giải đấu và Liquid đang làm điều này. Liệu họ có thể bơi từ nhánh thua lên chức vô địch của The International hay không? Chúng ta cùng chờ xem. Game đấu này đang chứng kiến một cái lối chơi rất hay trong giai đoạn early. Nhưng trong Dota 2 chúng ta không thể nói trước điều gì cả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đối thủ của họ là một LFY, một cái team mà rất là trẻ và thi đấu đang rất là bùng nổ ở cái giải đấu này luôn. Chặt stun vào đầu của Inflame. Và liệu Inflame anh ta chạy được rồi. Đó là một pha mà hú hồn cho phu quân của Ruru. Cái quả vừa rồi hình như có vẻ như là Alchemix sử dụng cái stun của mình chưa có hiệu quả thì phải. Rồi, Monet thì có lẽ là anh ta sẽ về được thôi. Monet phải lên cái Forsap sớm như thế này. Và Kuroki, anh ta không chết chăng? Đừng bảo với tôi anh ta không chết. Apu sẽ bị trói lại. Matomoman xuất hiện, vẽ vòng của Blastseeker. Matomoman bị silent, đang cố gắng bơi lên khu vực high ground. Super đuổi theo Kuroki. Kuroki anh ta bơi được lên giếng và sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa cả. Từ từ đã, GS đang đến. GS có Blink Dagger, có Echo Slam. Và liệu sẽ là một tình huống GS anh ta sổ lên hay không? Như vậy là không. Ở dưới bot, Miracle vẫn đang farm và có 3.500 tiền cộng với một cái sớ của Radiance. Cái recipe có lẽ là phút thứ 14 anh ấy đã có luôn rồi. Amulet, Sovereign, Power Trip và Radiance. Đây là một tốc độ farm rất là kinh ngạc, một tốc độ farm gọi là sớm hơn một phút so với là bằng chung tiêu chuẩn, so với tiêu chuẩn. Và Mind Control anh ta chói ai đây, bắn rất đau. Blink vào nhưng mà chơi tuyệt này, GS đang dính bóng của Link. GS anh ta chết mất rồi. Và các thành viên của bên phía team Liquid họ đang phải lùi dần về. Họ không thể đánh tiếp được nữa. Apu cho thấy một cái kỹ năng cực kỳ tuyệt vời với con Tuska. Cứu được con của mình ở trong cái quả vừa. Nhưng Super ở mid lane đang bị Venom Essence rồi. Và Fox xuất hiện với Blink Dagger. Alchemist anh ta lao đến. Poison Nova và Super mới là người bỏ mạng lại. Trong khi đó thì Apu đang phải bỏ chạy. Mind Control anh ta có vèo, vẫn còn cho mình giày face, có chói rồi. Và sẽ chói Apu lại chẳng. Đang cố gắng rượt theo, không được. Từ liệu có bắt được ai không? Nhìn thấy Park rồi, không vào nữa. Và có lẽ là bên phía team Liquid họ lùi về. GS vẫn còn cho mình Blink Dagger. Anh ta đang di chuyển ở một hướng ngược lại, farm dừng địch luôn. Falstaff sẽ là item mà GS muốn hướng đến.
Liquid phải nói gì về họ bây giờ khi họ đang vận hành một cái chiến thuật quá tuyệt vời và chưa thấy có bất kỳ một cái lỗi nào đáng kể cả? Có lẽ là cái việc pick những hero có khả năng team fight từ rất sớm thì đã giúp cho Liquid có thể là đánh ngang cơ với là LFY lúc như bây giờ. Bởi vì LFY cái lối trình diễn của họ đó là đánh nhau rất là nhiều ở cái giai đoạn early, giai đoạn mid game, giai đoạn late game. Những hero của họ cũng là đánh nhau rất là nhiều luôn. Liquid đang sử dụng chính sở trường của LFY để đánh LFY. Và khi mà các bạn hướng đến những cái pha team fight 5 người nhưng các bạn không thể lấy được lợi thế thì đấy là lúc mà các bạn sẽ gặp một cái vấn đề. Thực sự LFY không phải là một đội game biết drag game. Cũng theo như cái quan sát tại giải thì phần lớn những trận đấu mà nó diễn ra dài thì FY họ thường xuyên mắc lỗi ở trong giai đoạn late game. Có lẽ là như vậy. Nhưng mà ở game đấu này thì nó đi thì cũng nó lại. Có FY có cho mình đó là một con Tero Black, một trong những hero mà late game không có sợ Alchemist. Với cái việc mà tạo được cái bóng của Alchemist, Alchemist cái bóng đấy có thể đánh lại những hero của đồng đội Alchemist với Reflection. Đấy, Reflection và có cái hiệu ứng Radiant, chưa kể là với một con TB có thể là biến hình và đánh rất là đam rất là cao. Thôi ăn Roshan tới thành viên của Liquid. Nhưng hình như FY họ ngửi thấy cái mùi gì đấy. Chắc là ngửi thấy. Rồi Smoke nhìn thấy Matoman Rupture để tạm biệt Venomancer. Venomancer anh ta vẫn đang đứng trụ lại, Kuroki di chuyển lên ư. Venomancer của Matoman Rupture chết. Bóng băng của Link ném ra nhưng có Poison Nova đập lọ vào đầu Super. Super anh ta vẫn chưa chết. Mind Control còn rất thấp mà Crystal Maiden anh ta bị cancel mưa băng của mình. Echo Slam và Inflame tạm biệt anh. DDC đang bị dồn vào và DDC cũng chết luôn với Fissure Worldshaker. LFY mất 3 người trong tình huống vừa rồi và Super bắt buộc phải di chuyển về nhà với lượng máu rất thấp. Roshan sẽ thuộc về team Liquid. Với cái biển có cái guard ở ngay chỗ cái đồi á, bên phía team FY đã bắt được và vị trí của Batman cũng khá là hay, nhưng mà cái chói của Furion nó làm cho con Berserker không thể tiêu diệt được con Furion này. Roshan dành cho Miracle. Super anh ta đang di chuyển ở một cái vị trí khá là nguy hiểm nếu như mà với một cái lượng máu như vậy, mặc dù có đồng đội của anh ta đấy nhưng Liquid hoàn toàn như là ngu bất kỳ lúc nào. FY cái công việc của họ cần làm bây giờ đấy là họ phải tóm được những cái hero kiểu Crystal Maiden này để khiến cho Liquid không đủ được 5 người, nhưng lại có Mind Control xuất hiện. Earthshaker lao vào chặt stun 2 và gót chết luôn Inflame. Monet anh ta đang đứng ở một vị trí có thể nói là an toàn, sẽ không ai dám sờ vào người của Monet khi Monet đang biến hình. FY họ có thể lấy được cái một cái trụ một ra tăng thêm cái lượng network cho Monet. Matoman di chuyển lên với Vamp Discord. Akeba giữ chân của Monet lại, Fox Staff lên tới cho Monet để bắn Mind Control Alchemist. Anh ta sẽ sóc lọ và chúng bắt đầu của Monet. Alchemist sẽ mất cái đấy kích tấn công, tắt bật Amleton và Miracle có cho mình Galen Spray. Miracle đang đuổi lên DDC, anh ta bị đấm rất đau nhưng anh ta TP thành công về bật Chemical Rage và LFY họ mất mất carry phản xếp lên của mình. Đấy là Monet, player rất trẻ tuổi mà cũng chưa bước được cái trụ boss nữa. Cũng đây là một pha di chuyển khá là gọi là lỗ đến từ phía của LFY. Họ đã mất cho mình một kho và không bước được trụ nào. Venomancer anh ta sẽ lên cho mình một cái giáp phản, một quyết định khá chính xác. Bởi vì là nãy giờ LFY chỉ là focus vào thẳng vào con Venom, focus thẳng vào đấy để tiêu diệt nhanh, bởi vì con Venom bị khá là đuối máu và cái lượng đế quốc ở Mỹ nó cũng không quá là nhiều, lượng đồ chắc không được rồi. Inflame anh ta vẫn sẽ dính đập lò qua cả bên, bắn rất đau, trừ giáp tới từ Medallion và trừ giáp của cả Q1 Alchemist. Quá kinh hoàng, fuck. Với những món đồ của anh ta bây giờ hiện tại chỉ có một cái giày gỗ, một cái Blink Dagger, thực sự là không thể sống được. Không thể sống được qua cái lượng trừ giáp nhiều như vậy. Và Teroblade sẽ dịch stun nữa. Liệu anh ta có chém stun đây? Để chết và đời máu. GF anh ta không về công xem nhưng Monet vẫn chết. Bây giờ thì tất cả lao lên. GF
vẫn chưa chết gì hết, bỏ mạng lại nhưng Apu cũng không thể sống nổi. Matuaman đang dính rupture nhưng anh ta rất an toàn bởi Miracle đứng cạnh, không có chuyện gì xảy ra nữa cả. FFY họ mất cho mình hai core hero. Game đấu này có vẻ khá là an bài cho bên phía của Liquid rồi, khi mà ba trụ một của Liquid chưa mất cái trụ nào. 21 hơn là 17.000 tiền. Đúng rồi, 21 phút Liquid chưa bị sờ vào trụ, hơn 17.000 tiền, hơn 9 mạng và họ có món Alchemist với Radiance, Amleth, Manta. Nhảy rồi. Thực sự để mà nói thì bên phía Team Liquid nếu họ thua trận đấu này nữa chỉ có cách là họ tự bắn vào chân họ thôi. FY vẫn còn cơ hội. Terrorblade bắt đầu có cho mình những cái món item như là Hurricane Pie, như là một cái Yasha. Anh ta có thể lên cho mình một cái Manta. Nhưng câu chuyện vẫn cứ là đối đầu với một con Earthshaker chơi rất tinh quái trong tay của GS và một con Venomancer với lượng sát thương phép thuật lớn gây lên trên cái diện rộng, thì liệu Terrorblade có là đủ hay không? GS anh ta sẽ bị bớ vào trong tình huống này. Wow! Inhuman reaction. Cái sự phản xạ của GX nó rất là nhanh luôn. Không kịp nói gì. Tớ không kịp nói gì là... trong một cái pha như vừa rồi. Có lẽ là GX phải là thử solo mix với là con boss AI. Suýt chút nữa thôi thì GX anh ta sẽ chết với một cái gọng kìm được tạo ra bởi đối phương. Shadow Blade dành cho Nature Prophet. Và Super đang bị giữ chân. Miracle đến rồi, đập lọ vào lưng của Super. Super sẽ bị chém với mây đầy của Nature Prophet. Và Mega Kill dành cho Solo Mid của Team Liquid. Đây là cái lúc mà Liquid không được để lộ cái điểm yếu của mình, hoặc là bất kỳ cái sơ hở, bất kỳ cái lỗi lầm nào. Đây là cái hội mà Liquid phải tận dụng, phải ăn được game đấu. Bởi vì nếu mà boost high ground hoặc là kéo về late game thì thật sự là theo mình được biết và mình đã được thua bởi một con Terror Black đánh với Alchemist rồi. Con Terror Black này thật sự rất là mạnh. Matuman làm gì đây? Bật các bạn của mình lên. Echo Slam ở vòng ngoài được hai người. Đập sắt ba tới với GSDDC, anh ta chết rồi. Double kill cho Mind Control, Terror Black bị chia cắt. Và Miracle và Unstoppable. Anh ta sẽ bị giữ chân, anh ta blink đi và anh ta cắn giếng lên. Không có chuyện gì xảy ra với bác, nhưng trụ của LFY đang bị Miracle càn vào. Tiếp tục sẽ di chuyển tới các thành viên của Liquid. Rupture bắt đầu của Mind Control. Liquid có lẽ là họ sẽ ăn được cho mình cái trụ ba rồi. LFY đang không biết làm gì hơn. Liệu rằng sẽ có một cái tình huống mà bên phía tiếp LFY họ bất ngờ chỉ thắng combat với một pha hồi sinh tới từ Terrorblade hay không? Nhưng mà chắc chắn là cái rack này họ phải bỏ đi rồi. Rồi lại bắt được cả Inflame luôn. Tạm biệt Inflame chăng? Inflame đã đẩy off của mình. Thiếu sát thương tới cho Liquid cắn giếng lên. Không chết Inflame. Liquid có lẽ họ lùi lại là đã là quá ổn rồi. Một cái rack mix. Bây giờ lùi về và tiếp tục chuẩn bị để boost thôi. Ăn cho mình những cái soi kiểm soát cái vision. Sau đó đẩy lên, sau đó là boost high ground. Có thể là kỹ hơn là sẽ chờ cái Roshan mới. FY trong cái trận đấu này họ bị mắc một cái vấn đề. Đấy là họ không tạo được cái áp lực ngay từ giai đoạn early. Họ cố gắng để có thể gây một cái sức ép với những con support như kiểu là Lick, Tuska, nhưng nó chưa đủ. Và ở lên mid của họ thì Super, anh ta tỏ rõ cái sự yếu đuối khi mà phải đi với cả Venomancer và cả cái sự hỗ trợ của GS nữa. Cái sự mà gọi là hắc não của Kuroki nó thể hiện rõ ở cái lực pick cuối cùng Alchemist, rồi đẩy Alchemist xuống vị trí carry, nó làm cho cái kế hoạch của bên phía LFY nó phá sản hoàn toàn khi mà họ muốn. Đó là một con Bloodsucker đi mix với cả Alchemist, chứ không phải là Bloodsucker đi mix với là Aveno. Có lẽ là LFY họ tính toán hơi sai ở cái vị trí này. Cái hay của Team Liquid đấy là các cò họ có thể hoán đổi vị trí. Có lẽ swap vị trí. Rất là linh hoạt. Và với mỗi một cái trận đấu thì cùng là một hero, cùng là một người chơi, nhưng có thể đi xếp lên, có thể đúng chuyển rồi sang mid, hoặc cũng có thể là đi off lane. Đúng rồi, lane. Ngoài việc swap vị trí ra, người ta còn swap cái gọi là cái lane nữa. Kiểu như là
có thể là Martin Berman sẽ đánh carry nhưng mà solo một cái lane với những con hero như là Nagrofort rồi Rutmaster, nó làm cho bên phía FY là phải tốn những cái lượt ban ở những cái hero đấy. FY trong trận đấu này họ mất inflame một lần nữa với Orchid tới từ Mind Control. Sau đó rồi bỏ qua khá nhiều những cái trang bị tới bên phía Team Liquid. Họ đang rất giàu có. Kuroki cũng đã có cho mình được một cái Glimmer Cape. GS thì vẫn là Forstarp Link Dagger. Miracle anh ta có cho mình được một cái bộ trang bị nó cực kỳ là bá đạo. Bây giờ anh ta đã có cho mình Octarine Core ở thời điểm phút thứ 26 sau những cái item như Radiance, Manta, Black. Matuaman không hề kém cạnh, sắp sửa hoàn thành Lincoln. Trong khi đó FY Super bây giờ mới bắt đầu mua những mảnh ghép của Radiance. Anh ta có một cái Fox Staff. Monet vừa hoàn thành Manta. Blink Dagger là item duy nhất mà Inflame có. Ba co của bên phía team FY đang có lượng network khá thấp so với đối phương. Lúc này thì Alchemist đã gác gọi là tới hai món đồ rồi. Có lẽ đến lúc mà Alchemist anh ta sẽ tặng đồng đội với những cái gậy xanh. Cái lab này của bên phía team Liquid mà nếu được hưởng những cái gậy xanh nữa thì wow. Ví dụ như Venomancer có gậy xanh rất mạnh. Earthshaker có gậy xanh cũng được, Nature Prophet cũng được luôn. Rõ ràng công tâm mà nói thì trong trận này Miracle anh ta chơi rất là tròn vai. Anh ta đi farm, anh ta xuất hiện ở những cái combat quan trọng và anh ta có được cho mình những cơn mạng. Như thế là đủ, không cần những pha highlight, không cần những cái pha mà tỏa sáng cá nhân. Quan trọng là anh ta follow theo cái chiến thuật của team. Cái bản là không ai luôn. Rồi Kuroki thì chắc là sẽ chết với việc bên phía team FY họ dồn tất cả những cái kỹ năng tối thượng họ có vào người của một con support số 5. Nhưng đây là cái cách chơi mà hợp lý của FY thì hiện tại. Bây giờ những cái kill, những cái mạng đối với FY rất là quan trọng, họ cần phải có được nó. Họ bắt buộc phải khiến cho Liquid chơi một cái trận đấu mà không lúc nào họ đủ 5 người. Họ sẽ đánh vào những vị trí support như là Earthshaker, như là Crystal Maiden để khiến cho Liquid họ thiếu người. Và thiếu người thì lên high ground với một cái lab như thế này nó khó, rất khó. Liquid họ sẽ lại phải chờ đợi Crystal Maiden hồi sinh ra, họ bắt đầu phải lên high ground. Và nếu như FY lại bắt được một người trong lúc đấy thì Liquid lại phải delay cái việc lên high ground của họ. Và cứ mỗi một giây delay ra thì Terrorblade lại khỏe thêm một chút. Và tích tiểu thành đài thì FY họ có thể lật kèo nếu như họ cứ tiếp tục giải tỏa sức ép bằng cách đi giết lẻ những cái hero mặc dù chỉ là support như vừa rồi. Bây giờ với cái những cái disable của FY, đó chỉ là một con Puck, một con Tuska, nó chưa có một cái disable gọi là giống kiểu như là instant stun ấy, nó làm cho mình không làm được bất kỳ cái gì á. Thì GS đang có Shadow Blade. Và GS liệu anh ta có làm gì hay không đây? Afu blink lên để phá quát. GS cũng blink đi luôn và chặt một cái stun xuống. Khá nhẹ nhàng, tình cảm, không làm gì nữa cả và lùi về. Bây giờ thì Nature Prophet TP lên. Alchemist của Miracle xuất hiện. Nhưng Creep chưa dâng đến khu vực này. Và Liquid họ sẽ phải chờ đợi tên Creep dâng lên. Nhưng ở mid, có lẽ là họ sẽ đã ba lane luôn một lúc. Venomancer đã dọn dẹp rồi. Coi như bây giờ Liquid đang đẩy tràn đội hình của mình lấn sân hoàn toàn LFY ở cả ba mặt trận top, mid và bot. Bây giờ chỉ còn một công đoạn, đó là high ground như thế nào thôi. LFY thì họ sẽ có những cái băn khoăn. Họ sẽ nghĩ là mình sẽ phải phòng thủ lên nào. Miracle đã lên bot rồi. Lúc anh này ta mở Kulan ra và tiếp tục phá. Miracle lại đang boost ở lên bot, còn Kulan thì chạy ra mid, boost ở cái chỗ mid. Lúc này thì tới hai cái lane đang bắt đầu tấn công, bên phía em quay buộc phải chọn một cái lane rồi. Monet tiến hình lên super, anh ta rupture Miracle nhưng Miracle regen quá nhanh. Anh ta có cả Glimmer Cape và đây là lúc Liquid họ có thể yên lòng đi về vì họ biết rằng ở trong cái lượt push tiếp theo không có bom của Terrorblade. Có lẽ là họ sẽ boost luôn nè, chờ cái ulti của Alchemist bắt đầu sẽ boost thôi. Có Octarine Core hồi chiếu rất là nhanh. Và Alchemist, anh ta sẽ lại bơm chất hóa học vào người, lên tiếp khu vực high ground. Nature Prophet lên top. Apu rất là hay khi mà cũng di chuyển lên để cấm cho mình những cái Sentry hay là cái chúng sẽ đoán được là cái Kulin đang muốn ở rap ở cái lên top này. Không chóng thì chầy thì cái trụ 3 ở khu vực dưới boss này sẽ bị Alchemist của Miracle phá hủy. Miracle anh ta vẫn còn kiên Aegis, anh ta chấp nhận mất một cái Aegis để có thể lấy trụ 3 cũng là một sự lựa chọn hợp lý.
và lên top của bên phía team LFY thực sự là đang rất chống chải. Có thể đẩy tiếp Grip vào nữa từ lên đó gây áp lực, gây sức ép. Liquid họ vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Super đang không biết làm gì hơn, nếu con Blastseeker chỉ có Radiance và Forstar tương đối yếu khi mà lao vào combat, đứng ngoài giả skill là chưa đủ. Park anh ta tự lốc mình lên để có thể di chuyển về, phase shift né luôn Fisher. Nhưng Zingrat của Nature Prophet không giết được rồi, hết disable. Zaybot Miracle, hai tay hai chảo quấy đảo giang hồ, vẫn đang phá nhà, không làm gì được anh ta cả. Và Miracle có lẽ là anh ta sẽ ăn tiếp cái Barrax, phá Lincoln của Matthew Mammon, rupture Matthew Mammon rồi, lao ra tới được thành viên của Aqua như Poison Nova và Monet chết chẳng. Monet có chết không? Monet nằm xuống, Apu gọi bóng lại, Matthew Mammon chúng ta vẫn đang đứng yên, Apu cũng sẽ chết và Miracle có cho mình quick assist. GG tới từ Inflame và sẽ có game 3 trong chung kết nhanh thua. Aqua họ đã phải chịu thất bại sau 31 phút thi đấu, tỷ số mạng là 31-17 nghiêng về Liquid. Hey guys, this is Jackie Talbot with NGN at the International 2016.